Rồi, chào các bạn. Có rất nhiều cái tình huống, ví dụ như chúng ta đã có file PDF rồi và chúng ta mong muốn là chuyển cái PDF sang một cái file Word để chúng ta sửa dữ liệu cho nó tiện. Thế thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyển sang cái file từ file PDF sang file Word. Thì ở đây chúng ta cần một cái phần mềm tên là Litho. Litho ở đây thì để tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyển sang file PDF từ PDF sang file Word. Thế thì chúng ta phải có file PDF là gì, đúng không? Ta chuẩn bị file PDF ở đâu đó thì để chúng ta sẽ chuyển sang Word. Thì để chuyển một file PDF, một là chúng ta sẽ open một cái file PDF ra. Ví dụ như là một cái file. Rồi. Đó. Thì ở đây là một cái file PDF, đúng không? Thì bây giờ tôi muốn chuyển nó sang một file Word. Đây là dạng file PDF rồi. Thì bây giờ ta muốn chuyển nó sang file Word thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở cái home này, và nó có cái phần mục này, to Word này. Rất đơn giản, đúng không? Thì chúng ta chọn to Word. Tuy nhiên là ở cái file này nó đòi hỏi phải có bát Word thì mới cho sửa đổi. Đây chúng ta thực hiện cái nó đòi hỏi bát Word này. Đó. Nhưng khi chúng ta không file mà không có bát Word thì chúng ta yên tâm là chúng ta không cần phải điền mật khẩu mà chúng ta thực hiện luôn. Ở đây có bát Word nên tôi nhập mật khẩu vào đây. Đó. Thì khi đó nó sẽ ra một cái file file Word và ở đây. Nó sẽ ở đây chúng ta ở đây nó sẽ mặc định là nó chuyển file Word vào đúng vào cái folder mà chúng ta mở cái file PDF ở đâu thì nó sẽ chuyển file Word ra đó. Thì ở đây chúng ta muốn lựa chọn chuyển ra cái chỗ một cái vị trí nào đó thì chúng ta có thể lựa chọn cái thư mục mà chúng ta muốn đưa ra. Ở đây nó có cái spec folder, chúng ta lựa chọn folder để chúng ta đưa ra. Giả sử chúng ta để vào desktop thì chúng ta chọn desktop. Ok, thì khi đó chúng ta sẽ có cái size của chúng ta nó sẽ ra cái folder mà chúng ta mong mong muốn. Đó. Đây chúng ta muốn thì chúng ta chọn ok, convert phát. Đó, nó sẽ chạy. Chúng ta đợi một chút, rất nhanh thôi. Từ ổ D sẽ chuyển ra một file Word ở ổ C, ở desktop ổ C. Đó, đạn export chúng ta đợi một xíu. Rồi chúng ta hãy subscribe kênh nhé. Đấy, sau khi mà chuyển đổi xong sang đây, đã chuyển đổi sang file doc đây rồi. Đấy, file Word thì chúng ta có thể sửa sửa hoặc thêm bước thoải mái. Đó. Thì đấy là một cái thì file file của chúng ta đèn tìm trên desktop nó sẽ có file doc này. Đấy. Thì đấy là cách mà sẽ chuyển từ file PDF sang file Word thì chúng ta thực hiện như vậy. Và thứ hai là chúng ta có thể kết nối để có thể giao lưu, thì chúng ta có thể subscribe kênh để có những cái chúng tôi hướng dẫn chia sẻ với các bạn những cái mà nó hay ho cũng như là hướng dẫn các bạn. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết nối với nhau qua Zalo số này. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt.